Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Hành trình tới vườn trái cây. Con người một khi bị cảm thì mùi vị gì cũng không nhận ra nữa. Vừa nãy xem bao nói năm nay vừa hấu được mùa, nhìn thấy có vẻ được lắm. Nội ơi, nếu nào muốn ăn dưa hấu, con đi chợ trái cây mua dưa hấu cho nội ngay đây. Hiểu hiểu, đúng là đứa trẻ ngoan, biết thương bà nội. Nội ơi, đây là việc mà con nên làm mà. Hiếu hiếu, lần này ra khỏi nhà không được không nghe lời giống như những lần trước đâu nha, khiến bà nội lo lắng đó. Em biết rồi, Tiểu Sủng ca, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Hiếu hiếu hôm nay có vẻ rất khác nha. Tiểu Sủng ca, em muốn làm được, nghe khen sợ, nghe lỗi vui, như vậy mới có nhiều người đến giúp đỡ em. Ừ, vậy là đúng rồi. Anh Hiếu hiếu là người hậu đậu nhất, lần này phải cẩn thận một chút, anh đừng quên mang đồ đó. Anh biết rồi. Dưa hấu to thật đó. Anh Hiếu Hiếu, anh mang bao nhiêu tiền vậy? Chúng ta mua thêm một cái về ăn đi. Ừ, để anh coi. Hả? Anh để quên ví tiền ở trên bàn rồi. Hả? Anh Hiếu Hiếu, không phải em đã nhắc nhở anh phải đem đủ mọi thứ đi sao? Ừ, cái này... Chợ trái cây cách nhà xa như vậy, nếu như quay về lấy tiền rồi quay lại, chợ trái cây chắc chắn sắp đóng cửa rồi. Hay. Như vậy đi, anh đưa tụi em tới khu vườn trái cây thần kỳ, để cây thủ hộ vườn trái cây giúp đỡ tụi em. Hả? Chào hai con. Chào ông thủ hộ. Tụi con tới mua dưa hấu cho bà nội. Ừ, thật là đứa trẻ ngoan. Như vậy đi, ông tặng cho hai đứa một trái dưa. Thật sao? Có điều, ruộng dưa nằm sâu trong vườn trái cây, các con phải tự mình tìm ra nó. Cảm ơn ông thủ hộ, tụi con nhất định sẽ tìm thấy. Tốt lắm. Ở đây có một tấm bản đồ cho các con cầm theo xem. Con đường trong vườn trái cây đang xen phức tạp, các con đừng để bị đi lạc đó. Con biết rồi, cảm ơn ông thủ hộ. Anh Hiếu Hiếu, chúng ta mau đi thôi. Ừ. Anh Hiếu Hiếu, trong bản đồ chỉ có con đường lớn ở bên này, chúng ta đi bên này đi. Nhưng mà anh cảm thấy con đường nhỏ bên này chắc chắn cũng có thể tới được ruộng dưa, hơn nữa nhất định sẽ chơi rất vui. Anh Hiếu Hiếu, chúng ta đến để tìm dưa hấu cho ngoại, anh đừng ham chơi như vậy mà. Không có sao đâu, ta hãy đi lối này đi. Để đúng thật là người nhỏ gan cũng nhỏ. Hả? Sao lại không có đường nữa vậy? Trên bản đồ cũng không có ký hiệu. Chúng ta mau men theo đường này trở về đi. Ừ, chỉ đành vậy thôi. Hả? Nhìn kìa anh Hiếu Hiếu, trên đường chúng ta tới thì chúng đang dọn nhà. Lúc nãy là chúng ta đi theo chú. Như vậy đi, chỉ cần đi theo chú là có thể trở về nhà rồi. Thật tốt quá, để chúng ta mau đi thôi. Ừ. Anh Hiếu Hiếu, em nhớ cái cây đại thụ này phía trên có một tổ chim. Hả? Qua đó xem thử đi. Ừ. Thật tốt quá, xem ra chúng ta không đi nhầm đường. Dạ. Anh Hiếu Hiếu, xem ra chúng ta có thể tìm ra đúng đường nhanh thôi. Ừ, để em đợi anh một chút.
Anh lên đó xem có chim con ở bên trong không. Anh Hiếu Hiếu, sao anh lại ham chơi nữa rồi? Ngoại vẫn đang ở nhà chơi chúng ta đó. Để em nói đúng lắm. Chúng ta mau đi thôi. Anh Hiếu Hiếu, mau nhìn kìa. Đây không phải chính là ngã ba chúng ta đi vào trước khi lạc đường hả? Đúng vậy, để lần này anh nhất định sẽ đi theo ký hiệu vẽ trong bản đồ. Trái táo này rơi trên đường thật lãng phí, chi bằng đem về cho bà nội ăn đi. Chúng ta đã nói với ông thủ hộ chỉ lấy một trái dưa hấu. Nếu như ông thủ hộ biết, chắc chắn sẽ không vui đâu. Ừ, em nói đúng. Hy vọng những động vật nhỏ đi ngang qua sẽ nhìn thấy nó. Nếu không trái táo nằm ở đây mãi bị hư thì thật đáng tiếc. Anh Hiếu Hiếu đi chậm thôi, đường ở đây không dễ đi, té ngã thì phải làm sao? Ây da. Anh Hiếu Hiếu, anh có sao không? Không sao, không sao, tại anh không nghe lời của em. Đi thôi để, lần này anh sẽ cẩn thận hơn. Hả? Để, dưa hấu kìa. Lần này tốt quá rồi. May mạnh có năng lực xem bản đồ, nếu không nhất định sẽ không tìm thấy dưa hấu được. Nếu như không phải nhờ em ghi nhớ những nơi đã đi qua, chúng ta sớm đã không biết đi tới đâu rồi. Nhưng là anh nhìn bản đồ mới tìm thấy dưa hấu mà. Là em dắt anh đi tìm đường, đúng không? Chuyện này. Hả? Chuyện này, trái cây ở khu vườn trái cây thần kỳ nhất định đều có linh tánh. Chúng ta làm rơi hỏng dưa hấu, chúng nhất định rất tức giận. Bây giờ phải làm sao đây? Trước tiên chúng ta vẫn nên quay lại tìm ông thủ hộ để xin lỗi. Ông ấy nhất định sẽ giúp cho chúng ta. Hả? Anh Hiếu Hiếu, mau nhìn bản đồ, xem chúng ta phải đi hướng nào. Theo ký hiệu trên bản đồ, giờ chúng ta nên đi con đường nhỏ ở phía tây. Giao lộ có một cây lê làm ký hiệu. Nhưng mà cây lê đã biến mất rồi. Để, em mau nhớ lại xem lúc chúng ta mới tới để đi qua những nơi nào. Ở đây trống không như vậy, em cũng không biết phải đi như thế nào. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Liệu có khi nào chúng ta không ra được khỏi đây không? Để, đừng khóc nữa. Đều tại anh không nghe lời khuyên của em, lại chiếm công kiêu ngạo làm bể trái dưa. Anh đều không có tâm cảm ơn đối với trái cây và để đã giúp đỡ mình, nên mới thành ra như bây giờ. Để mau xem, đây chính là dấu chân của chúng ta đó. Thật tốt quá, đi theo những dấu chân này chúng ta có thể trở về rồi. Sao dấu chân lại biến mất rồi? Chắc chắn là gió cát đã xóa mất dấu chân rồi. Anh Hiếu Hiếu, em gặp qua gốc cây này, em biết phải đi theo hướng nào rồi. Anh mau đi theo em. Ê, đây không phải cục đá làm anh bị ngã hả? Đúng rồi, em cũng nhớ ra nơi này. Để, chúng ta chính là ở nơi này, nhìn thấy ông thủ hộ. Vậy là tới nơi rồi. Chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi. Hả? Sao các con quay lại nhanh vậy? Chuyện này tụi con... Ông nghe cây cối trong rừng nói hai đứa lạc đường. Ông đang tính đi tìm hai con, không ngờ hai đứa có thể tự mình tìm được đường quay lại. Đều nhờ để. Nếu không phải trí nhớ của em ấy rất tốt, nhớ được đường lúc tới, không thì tụi con thật sự đi lạc rồi. Không phải, đều nhờ sự giúp đỡ của anh Hiếu Hiếu, con mới có thể không ngừng nhớ lại con đường đã đi qua. Hai đứa đúng là không uổng công đi chuyến này. Ông thủ hộ ơi, nhưng mà tụi con làm bể trái dưa, khiến trái cây ở trong vườn trái cây bị dọa sợ. Quay về nhà chắc chắn sẽ khiến bà nội thất vọng. Đều là lỗi của con. Biết sai mà sửa, vẫn là đứa trẻ ngoan. Bây giờ hai đứa nhìn xung quanh xem có gì thay đổi không. Trái cây tha thứ cho tụi con rồi sao?
Khi nãy tụi con làm hỏng trái cây vì để trừng phạt nên bị rơi vào lạc đường. Bây giờ hai con đã biết được, đạt được mục đích là nhờ vào hai con giúp đỡ lẫn nhau. Phải cảm ơn đối phương, không được chiếm công kiêu ngạo. Hiểu được đạo lý này tự nhiên sẽ quay về được. Nội ơi, nội. Nội ơi, nội xem dưa hấu nè. Ngoại ơi, lát nữa đệ sẽ cắt dưa cho ngoại ăn. Ờ, được, được. Thật là đứa trẻ ngoan, hai đứa đều mệt rồi đúng không? Con không mệt, để em mau đi nghỉ đi. Đều nhờ để mà tụi con mới lấy được dưa hấu đó nội. Không phải đâu ngoại, đều nhờ anh Hiếu Hiếu, công lao của anh ấy lớn nhất. Thành tựu và tài hoa của chúng ta tuyệt đối không phải dựa vào năng lực cá nhân mà đạt được. Chúng ta phải cảm ơn những người khen ngợi, phê bình, giúp đỡ xung quanh chúng ta. Có được thái độ khiêm tốn cung kính như vậy thì mới có người bằng lòng giúp đỡ chúng ta, đôn đốc chúng ta tiến bộ. Các bạn nhỏ ơi, các bạn phải nhớ kỹ đó. Nam mô A Di Đà Phật.